Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình đã trở lại với cái video tiếp theo. Trong video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng bàn phím và chuột để thao tác với những cái ứng dụng trên nền web. Tuy nhiên thì vấn đề về sử dụng bàn phím, chuột nó có vấn đề một chút đối với những cái mà thành phần nó không có thuộc vào cái web của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải sử dụng một số những cái third party để tích hợp vào, ví dụ như là robot chẳng hạn, để chúng ta có thể điều khiển được. Ví dụ như cái cửa sổ này thì chắc chắn nó không thuộc web rồi, thì để làm sao mà điều khiển được nó thì chúng ta trong cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì mình sẽ đi qua cái nội dung mà chúng ta sẽ làm, đó là chúng ta sẽ gõ một cái từ khóa lên đây, chẳng hạn như cái từ khóa là dạy web driver online chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta bôi đen này, kích chuột phải và nó lựa chọn được vào cái chữ copy ở trên cái context menu này. Ok, sau đó thì nó chuyển qua cái màn hình đăng nhập, nó kích context menu này hiện lên và nó chọn vào paste để nó paste vào đây. Thì cái nội dung đó là chúng ta làm nó giống như cái bên kia thôi, nhưng mà lần trước là chúng ta sử dụng những cái short, cái key short, có nghĩa là những cái phím tắt ở trên bàn phím như Ctrl A, Ctrl C rồi Ctrl V, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ lựa sử dụng cái content menu. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một số những cái code ở đây. Thì nội dung nó sẽ như này, mở ứng dụng lên này. Cái này thì phải copy thì mới đúng. Mình sẽ đây là copy cái text này ở trên cái sạt bóc, sau đó mở cái link đăng nhập ra và paste nó vô. Thì nội dung cái code của nó ở trong như này, để copy được ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải viết được cái chữ đấy và bấm được mở được cái context menu lên đó, thì cái này nó sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đó. Thì để mở được cái context menu lên thì cái code này chúng ta vẫn sử dụng như bình thường như lần trước mình đã giới thiệu đó. Thì mình bao nó lại 3 giây để cho có thời gian dừng lại cho các bạn nhìn kỹ hơn. Thì ở đây là chúng ta điền một vài những cái ký tự cần tìm kiếm, sau đó bôi đen, sau đó mở cái cửa sổ context lên. Xong nhiệm vụ. Bước thứ hai là để mà di chuyển lựa chọn được những cái item ở trên cái context menu đó, thì mình cứ sử dụng một cái đó gọi là cái robot. Cách thức để sử dụng robot như sau. Thì chúng ta sẽ khai báo một cái đối tượng robot, nó cũng giống như một cái clip bình thường thôi. Và mình sẽ sử dụng cái chức năng press key, key even là mình sẽ sử dụng key down. Thì số lượng cái key down đấy là cái thứ tự của item ấy. Ví dụ chọn lên như này, chẳng hạn như cái item mà các bạn muốn check nó ở vị trí thứ tư chẳng hạn, thì các bạn điền số 4 vào. Nó điền số 4 vào thì nó sẽ di chuyển đến vị trí thứ 4 và sau đó thì nó sẽ bấm cái nút Enter. Nó rất đơn giản, nó chỉ có vậy thôi. Thì ở đây á, cái mục copy trên cái item menu á, nó ở vị trí thứ 3 thì mình sẽ cho nó down 3 lần. Ok. Giờ mình không nhìn thấy cái này nó sử dụng ở chỗ nào. Ok, mình có thể xóa nó đi. Thì cái này mình cũng chưa có dùng vào đây. Thì giờ chúng ta quay trở lại với phần code chính này. Đó, thì chúng ta sẽ chạy chạy thử ha. Thì cái
robot này nó sẽ giúp cho chúng ta tương tác với những cái cửa sổ của Windows chẳng hạn, sẽ giúp cho cái phần gọi là upload file á. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái robot này để upload file. Đó, bạn thấy nó điền xong rồi nó bôi đen, rồi nó mở cái context menu này. Thì bây giờ đến cái vai trò của cái thằng robot, nó chọn đúng cái chữ phần copy, sau đó nó enter, rồi sau đó chuyển qua đây và paste vào. Đó thì cái mục đích của cái bài hướng dẫn hôm nay của chúng ta đã kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và đừng quên ủng hộ cái kênh YouTube cho mình. Xin cảm ơn.